Lâu nay, các tuyến đường xung quanh chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai luôn xảy ra tình trạng một số hộ kinh doanh buôn bán không đúng vị trí quy định, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Trước phản ánh của cơ quan báo chí và người dân để lập lại trật tự đô thị, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ Kim Tân, Ban Quản lý chợ đã phối hợp với các ngành chức năng của thành phố Lào Cai quyết tâm đưa hoạt động kinh doanh vào nề nếp. Đây là hình ảnh được phóng viên ghi lại cách đây khoảng 2 tuần tại khu vực chợ Kim Tân. Nhiều hộ kinh doanh vi phạm lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán làm cho tuyến đường xung quanh chợ trở nên nhếch nhác, chật chội và mất vệ sinh môi trường. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý chợ Kim Tân đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Kim Tân, Đội Trật tự đô thị thành phố, Công an phường, Bảo vệ dân phố tổ chức cưỡng chế các hộ kinh doanh không chấp hành di chuyển vào khu vực quy định. Con đường này quá bé, có 1 mét, 2 cái xe máy không thể nào vào tránh nhau được. Mà trong khi đó đã có hội chợ họp ở đây, mà trong khi đó là không có chỗ để xe cho nhân dân. Mà để xe nhân dân chưa được 3 phút các anh đã bắt khóa lại rồi thì ai người ta chịu đi bộ vào đây. Chỗ cái đường này quá hẹp này, mới lại cái chỗ bà các chị em ngồi là quá chật, không đủ cho bà con chị em chúng cháu ngồi, thì chúng cháu không đủ điều kiện để bán hàng và đường bẩn quá, thì chúng cháu ở bên ngoài kia chợ đêm họ vẫn họp, vẫn bán bình thường, thì bọn cháu không ở trong này không thể bán được. Theo thống kê của Ban Quản lý chợ, hộ bán thường xuyên tại chợ là 36, hộ bán không thường xuyên có từ 50 đến 60 hộ. Trong khi đó, khu vực sắp xếp cho các hộ kinh doanh có diện tích là 755 m², cơ bản đáp ứng nhu cầu của các hộ kinh doanh. Qua tìm hiểu, việc các hộ không muốn di chuyển vào vị trí quy định còn do yếu tố thuận lợi trong kinh doanh. Những chỗ địa điểm để Ban Quản lý chợ Kim Tân sắp xếp cho bà con bán hàng ấy thì nó còn rất nhiều đấy. Nhưng mà ý là người ta sẽ không muốn vào trong để bán hàng, mà họ lại muốn là đi ra ngoài đường để bán, để làm nhũng nhiễu cái chợ. Kinh doanh ở đây lâu rồi nhưng mà chuyển chợ về đây thì mọi người bán hàng bên ngoài rất chi là nhiều. Bên trong này sắp xếp thì mọi người bây giờ đấy, anh nhìn ở ngoài kia đấy, bây giờ không thể có người để vào chợ, mọi người cứ để bày hàng ra ngoài đường bán. Bây giờ bên trong em không thể vào bán được hàng, và mong Ban Quản lý sắp xếp thế nào cho bọn em cùng nhau bán được. Bên cạnh việc tuyên truyền để hoạt động đi vào nề nếp, Ban Quản lý chợ sẽ tiếp tục phối hợp với Đội Trật tự đô thị thành phố duy trì chống tái chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán. Trong cái thời gian di chuyển thì cũng di chuyển vào các vị trí mà đã quy định thì cũng tiếp tục có những cái bất cập. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi, thứ nhất là hiện tượng bà con vào những cái giờ cao điểm là các hộ kinh doanh ở các vị trí mà đã được sắp xếp là có hiện tượng tràn ra các vị trí ở ngoài đường giao thông chính. Đấy thì cũng gây ảnh hưởng đến cái vấn đề lưu thông phương tiện ở trên cái đường chính. Việc quản lý đưa vào hoạt động kinh doanh tại chợ Kim Tân đi vào nề nếp đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì liên tục. Với các giải pháp tạo điều kiện cho các hộ có chỗ kinh doanh ổn định, hy vọng hoạt động của chợ Kim Tân sẽ đi vào nền nếp trong thời gian tới.